Bài tập phòng và chữa bệnh trĩ: polyp, khối u trực tràng, tiểu xón, xa trễ tử cung sau sinh, hay còn gọi là bài tập cơ mông. Đây là phương pháp được hậu duệ của một thái y triều đình thời nhà Mạc truyền lại. Đứng hai chân bằng vai, gót chân cách tường 15-20cm và hai tay đỡ lấy phần sống thắt lưng. Tì mông vào tường sao cho phần mông có hậu môn tì chạm tường. Khi đó các bạn sẽ cảm nhận được phần cơ hậu môn và cơ bộ phận sinh dục tự động co lên rất chắc. Sau đó bạn nện phần mông đó vào tường. Ngày làm vài lần thì bệnh trĩ thoái lui, xa trễ co lên. Đặc biệt là với phụ nữ đã sinh nở rồi thì phải tập bài này thường xuyên để tránh bệnh tiểu xón, tiểu không tự chủ. Bài tập này hữu hiệu hơn rất nhiều bài tập cơ Kegel. Một số nữ giới không biết đến bài tập chai mông này sẽ phải đi phẫu thuật âm đạo để chữa xón tiểu rất đau đớn. Bài tập này ngày xưa các vị cung nữ trong hoàng cung khi nhập cung là phải học và phải tập hàng ngày cùng với các bài tập đi đứng và vận động khác. Bài tập cơ mông này còn có tác dụng to lớn nữa là ngăn chặn các mầm mống hình thành polyp và khối u đại trực tràng. Khi tập, máu được bơm căng ào ạt vào các khối cơ. Các khối cơ được tự thân tác động đến cũng săn chắc lại, rắn giỏi lại. Và nhờ máu bơm đều, không bị ứ động mà các mầm mống u cục cũng không ngưng động và phát triển lên. Người bị trĩ thì không nên ăn các đồ cay nóng. Sau đây là động tác tập. Nên thực tập ít nhất một lần mỗi ngày, mỗi lần từ 3 đến 5 phút.